Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Công Long xây mới và sửa chữa được gần 370 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, trong đó hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 190 căn nhà từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, trao tặng hơn 170 căn nhà đại đoàn kết từ quỹ vì người nghèo do các tổ chức cá nhân, Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát do tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động và đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 42 của ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Từ nay đến năm 2025, huyện phấn đấu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn hỗ trợ xây mới sửa chữa khoảng 100 căn nhà cho hộ nghèo cận nghèo